em lên thêm một mẫu váy nữa ạ. Mẫu váy túi hộp khóa trước. Mặc rất là cá tính. Cá tính và không kém phần sang chảnh các chị nhá. Đẹp cực kỳ ạ. Mẫu váy này có phần khóa đồng ở đằng trước ngực. Cổ là cổ bẻ ạ. Và có các phần túi ở đây. Mình mặc lên rất là cá tính. Mẫu này mặc trên đầu gối một chút. Rất là xinh ạ. Mẫu này shop có hai màu là màu đen, màu vàng. À có ba màu ạ. Màu đen, màu vàng và màu trắng ạ. Màu đen đây các chị nhá. Màu vàng ạ. Mẫu này bên em có đủ size, size S và size M ạ. Size S dành cho các chị khoảng từ khoảng độ 50 cân đổ xuống các chị nhá. Còn size M khoảng từ 58 cân đổ xuống là mặc vừa. Các chị qua địa chỉ 86 ngõ 10 phố mùng 8 tháng 3 để xem hàng và lựa chọn hàng các chị nhá. Hoặc mình có thể inbox bên em để bên em tư vấn trực tiếp cho các chị ạ. Em cảm ơn các chị.